Châu Tinh Trì bị bắt gặp tại thành phố Hồ Chí Minh, tóc bạc trắng, già nua, nghi vấn sẽ làm phim tại Việt Nam. Châu Tinh Trì mới đây đã khiến mạng xã hội Việt Nam được một phen xôn xao khi hàng loạt hình ảnh về nam tài tử ở quận nhất thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Vừa qua, một số tài khoản mạng xã hội chia sẻ thông tin và hình ảnh gặp gỡ Châu Tinh Trì tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, nam diễn viên vua hài kịch ăn trưa ở Hồ Con Rùa. Trước đó, đạo diễn Hồng Kông bị bắt gặp uống cà phê ở quận nhất. Đến Việt Nam, Châu Tinh Trì mặc giản dị, ông đội mũ và đeo khẩu trang che kín mặt nhưng vẫn bị nhiều người nhận ra. Nam diễn viên không chụp ảnh cùng khán giả vì muốn chuyến đi diễn ra riêng tư. Một số nghệ sĩ sau cuộc gặp gỡ với Châu Tinh Trì đã chia sẻ thông tin lên mạng xã hội. Tuy nhiên, các bài đăng sau đó được ẩn đi. Qua những hình ảnh ghi lại có thể thấy, Châu Tinh Trì tóc hiện đã bạc trắng, nam tài tử hoàn toàn không lộ mặt. Nhưng nhìn dáng người của anh cùng với cách lựa chọn trang phục, nhiều khán giả Việt nhận định rằng đó là phong cách không lẫn vào đâu được của Châu Tinh Trì. Theo một số nguồn tin, tài tử Châu Tinh Trì đã có chuyến đi tới thành phố Hồ Chí Minh vì mục đích cá nhân. Hôm 25 tháng 10, Châu Tinh Trì uống cà phê tại quán ở quận nhất, gặp gỡ một số diễn viên, nhà làm phim, tìm hiểu về diện mạo điện ảnh Việt. Một số nghệ sĩ sau cuộc gặp gỡ với Châu Tinh Trì đã chia sẻ thông tin lên mạng xã hội. Tuy nhiên, ekip của ngôi sao đình đám muốn giữ sự riêng tư, không công khai hình ảnh trong buổi gặp mặt. Các bài đăng sau đó được ẩn đi. Được biết gần đây, tình gia đã tạo tài khoản Instagram để tìm cộng sự cho dự án sắp tới. Tuy nhiên, lần này tới Việt Nam, chưa biết là vì công việc hay chỉ đơn thuần đi du lịch. Dẫu vậy, cũng đủ khiến cộng đồng fan của vua hài xôn xao và cho rằng, sắp tới, nam tài tử sẽ thực hiện một bộ phim tại Việt Nam. Ngoài ra, một số nghệ sĩ Việt cũng xác nhận thông tin đã gặp được thần tượng. Nam ca sĩ Lê Minh nhóm nhạc MTV cũng được một người bạn chia sẻ thông tin gặp Tinh Gia. Anh đăng lại trên trang cá nhân cùng lời cảm thán Tinh Gia đang ăn trưa ở khu Hồ Con Rùa. Ôi trời ơi! Phía dưới bài viết, Lê Minh liên tục bày tỏ niềm vui. Có ai giống tôi không? Đi đường cứ phải bật phim của Tinh Gia. Không cần xem, chỉ cần nghe tiếng thôi cũng thấy tinh thần thoải mái. Nam diễn viên Hà Hiền của loạt phim Bi Long Đại Ca, Xui Mà Hên, Bùi Đời Chợ Lớn, Xuất cũng bày tỏ niềm phấn khích khi đăng tải trên trang cá nhân dòng status vua hài kịch đang ở Việt Nam. Ngay dưới bài viết của Hà Hiền, nam diễn viên Huy Khánh cũng háo hức với thông tin này. Anh viết, hôm qua anh có nghe nói đến một quán cà phê khá nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Đáp lời, Hà Hiền cho hay về lịch trình kín tiếng của Tinh Gia. Em nghe nói là kín lắm nên cả chủ quán cũng không gặp được anh ạ. Một đạo diễn còn chia sẻ thêm với báo chí về việc có một buổi hẹn giữa Châu Tinh Trì và hai nữ diễn viên hàng A, một người mẫu trẻ, một số nhà biên kịch, đạo diễn. Ban đầu anh chỉ nghe người bạn hẹn đến bữa ăn tối ngày 25 tháng 10 gặp nhà làm phim từ Mỹ, nhưng đến nơi mới chứng kiến thần tượng thời thơ ấu đứng trước mình. Vị đạo diễn còn chia sẻ thêm, Châu Tinh Trì bên ngoài là người rất thân thiện, gần gũi với mọi người. Ông đặc biệt thích món phở. Châu Tinh Trì và ekip cũng muốn giữ kín về lịch trình nên họ cũng không thể chụp ảnh cùng nhau. Châu Tinh Trì là ngôi sao nổi tiếng tại Hồng Kông và cũng là gương mặt thân thuộc với khán giả Việt. Từ một người ban đầu chỉ nhận vai quần chúng, ông đã trở thành ngôi sao hài nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông. Châu Tinh Trì cũng được biết đến như một người đa tài đa nghệ. Ngoài diễn xuất, ông còn giữ vị trí biên kịch đạo diễn. Những phim của ông thường hài hước, dí dỏm nhưng kèm với đó là những ý niệm, thông điệp sâu sắc về cuộc đời. Một số tác phẩm nổi tiếng có thể kể qua của Châu Tinh Trì là Vua Hài Kịch, Đại Thoại Tây Du, Gia Hữu Hỷ Sự. Thời gian qua, Châu Tinh Trì hiếm khi lộ diện trước công chúng. Kể từ đám tang Ngô Mạnh Đạt vào tháng 3 năm 2021, ông hoàn toàn ở ẩn. Đến tháng 6 năm nay, bất ngờ xuất hiện trên sóng đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Tuổi 60, đạo diễn Hồng Kông tóc bạc trắng, da dẻ hồng hào, ông được nhận xét có tinh thần và sức khỏe tốt. Trước khi sang Việt Nam, Châu Tinh Trì bị bắt gặp đi ăn cùng bạn bè ở Hồng Kông.